chúng sanh tất cả bốn hàng như sen nước minh quang trời lô mộc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường ánh đầu tràm một buổi học thanh tịnh đạo được an vui thanh tịnh. Dạ con kính dâng bích đến ngài Nam Mô Bích Tha. Dạ. Nam Mô Bích Tha chứ. Kính lễ giáo pháp, kính lễ một tuần lễ trôi qua rất là nhanh. Mới hôm đó là thứ bảy, hôm nay đã tới ngày thứ bảy rồi. Từ sáng cho đến chiều chúng tôi ngồi thanh tịnh đạo thì chúng ta nghĩ để chúng ta tu tập những pháp giới nó cũng có anh đi sân sát là có nhiều lợi ích lắm. Cái việc mà tu tiếng thiền định thì chúng ta cũng có nhiều lợi ích, như là khi mà mình tu tiến thiền định thì hiện tại đặt trú hay là đắc được thần thông thắng trí. Nếu chưa chứng thiền thì ít nữa cũng sau khi chết cũng hướng đến một cảnh giới an lạc. Còn nói đến cái sự tu tiến tuệ minh sát đó, tức là tu tiến về tuệ kiến tịnh, tuệ đoạn nghi tịnh, tu tiến tu tập cái tuệ đạo phi đạo tri kiến tịnh, tu tập cái tuệ hành lộ tri kiến tịnh, và chứng đạt được cái tuệ tri kiến thanh tịnh. Thì nó sẽ cái sự tu tiến thành mãn như vậy đó, nó sẽ có cái hiệu quả hàng trăm điều lợi ích không sao kể hết.
Ở đây là cái nguyên văn ở trong Thanh Tịnh Đạo người nói đó. Nó có hiệu quả hàng trăm điều lợi ích, không sao kể hết. Ở đây chỉ nói đến vắn tắt bốn cái hiệu quả: học thì để học cho biết vậy, nhưng mà trong bốn cái hiệu quả mà ngài kể ra đây đó, thì chúng ta chưa đạt được cái hiệu quả nào hết, là bởi vì chúng ta chưa có thành mãn cái việc mà tu tiến tuệ. Chút xíu nữa chúng ta, lát nữa chúng tôi sẽ nói riêng về cái vấn đề mà chúng ta tu tập tuệ hàng ngày sẽ có lợi ích như thế nào. Còn bây giờ thì hiệu quả cái việc tu tiến tuệ thành mãn: một, khi lìa sát quyết thân sanh năng, là tẩy trừ các phiền não khác khác nhau. Hai, nana kile sát, thứ hai là ariya phala rasa nuk năng, tức là thưởng thức được cái hương vị thánh quả. Và thứ ba, nirodhasama vajjana Samatha, tức là có khả năng nhập thiền diệt. Ở đây cái điều thứ ba đó Sài Gòn mưa nắng đưa lên là cái điều C đó, cái điều thứ ba, không biết cái chỗ nào mà nói là có khả năng đạt đến tận diệt. Do cái chữ Nirodhasamat với Pachana, tức là nhập thiền diệt, chứ đưa đến tận diệt, chúng ta biết tận diệt cái gì? Người ta sẽ hiểu lầm là đưa đến cái sự tận thế. Cho nên chúng ta phải nói rõ là được có khả năng chỉ samatha, samatha tức là có khả năng. Ồ, vấn đề sư trí hãy dịch theo bản tiếng Anh thì cái chỗ này là chúng ta bỏ ở trong cái bản dịch của Ni Sư Trí Hải, có những điều, có những điểm, nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh với nguyên bản Pali thì có những cái điểm nó không có chính xác với bản Pali lắm, cẩn thận. Cái hiệu quả thứ tư gọi là trở thành bậc đáng cúng dường, vân vân. Ahunaya Thavadi Siddhi, chữ Siddhi có nghĩa là trở thành hay là thành tựu. Ahunaya Phawa, tức là cái tính cách của bậc đáng cúng dường. Adi là vân vân, chỗ này chúng ta phải để cái chữ vân vân, tức là có nhiều điều muốn nói tới nữa.
Thì bây giờ trước nhất đó, là chúng ta nói cái hiệu quả đầu tiên là tẩy trừ các thứ nana kilesa với thân sanh năng, bắt đầu từ cái tuệ phân định trên sắc. Tuệ phân định trên sắc tức là cái tuệ đầu tiên đó. Tuệ đầu tiên gọi là nam rupa pariccheda ñana, đã tẩy trừ các cái phiền não do mãnh lực của thân kiến vân vân. Là bởi vì khi mà chúng ta chưa có thanh tịnh tri kiến, lúc đó chúng ta còn chấp cái thân kiến là ngã kiến, tôi là ta vân vân. Nhưng mà đến khi phân định được danh sắc rồi thì nó là hiệu quả, thì mình diệt được cái phiền não đó. Trong thánh là thánh đạo thứ hai đó, thánh đạo trong sắc na thanh đạo sự trừ các loại phiền não do mãnh lực kiết xử sân vô tính đó vân vân đã được nói đến. Chẳng hạn như là khi mà đạt đến cái tuệ của tri kiến thanh tịnh thì tuệ tuệ bốn tuệ đạo khởi lên thì tẩy trừ những cái phiền não, như là sơ đạo thì tẩy trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, vị đạo thì làm suy yếu dục ái và phẫn nộ, tam đạo thì tẩy trừ sạch sẽ dục ái và phẫn nộ, đến tứ đạo a la hán thì tẩy trừ hết tất cả phiền não, cắt đứt năm cái hạt, năm cái thượng phần kiến xử còn lại là sắc ái vô sắc ái, mạng phóng vật và vô minh. Đây là hiệu quả của cái sự tu tiến tuệ siêu thế. Còn cái hồi nãy mà nói rằng là khi mà tu tiến cái tuệ phân định danh sắc hay là tuệ quán triệt duyên sanh danh sắc thì nó tẩy trừ thân kiến, nó tẩy trừ hoài nghi, gọi là đoạn nghi tịnh đó. Thì đây là hiệu quả của sự tu tiến tuệ hiện thế. Trí tuệ được tu tập phá thủng cái lưới phiền não, tức là cái thứ gây nhiều điều bất lợi, ví như sấm sét với sức mạnh kinh hoàng đánh xuống tảng đá, hoặc là ví như lửa nổi dậy với sức gió đốt cháy khu rừng, hoặc ví như mặt trời vầng thiều quang xua tan bóng tối. Nên biết điều này là hiệu quả thiết thực. Thì những cái thí dụ này ở trong thanh tịnh đạo thầy có đề cập đến, ngài đưa ra những cái thí dụ về sấm sét, về lửa hoặc là ánh sáng mặt trời, là để chỉ cho cái sự thành tựu lợi ích do tu tiến tuệ. Thứ nhất, thứ
Thứ hai, cái hiệu quả thứ hai của cái việc tu trí tuệ, khi mà đắc chứng được thánh quả rồi thì mình thưởng thức cái hương vị của thánh quả. Anuppavana là cái sự thưởng thức. Khi mà các Phật tử chúng ta học những cái giáo trình mà sư hướng dạy cho quý vị đó, quý vị học, nếu quý vị tác ý, quý vị sẽ học rất nhiều từ ngữ Phật học. Khỏi phải ngày nào, phải đợi đến cái ngày thứ hai và thứ sáu mới là học những cái từ vựng Pali. Mà trong những cái ngày thường như thế này, khi mà học về Phật pháp Thanh Tịnh Đạo hay là A Tỳ Đàm thì chúng ta học có rất nhiều từ ngữ Phật học. Nếu chúng ta chú ý, cái nào cũng là chữ Pali cả. Cho nên vị nào mà chịu khó thì vị đó sẽ tiến bộ vượt. Còn chúng ta không chịu khó đó thì qua năm suốt tháng chúng ta chỉ biết đọc tiếng Pali thôi. Trở lại vấn đề, không những tẩy trừ phiền não mà tuệ tu tập còn có lợi ích là được vị ngọt của thánh quả. Kết quả của sa môn hạnh được gọi là thánh quả, như là quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất lai, quả ưng cúng. Cái sự thưởng thức hương vị thánh quả với hai trường hợp, một là đắc chứng quả phala sacchikarana, hai là nhập thiền quả phala samapatti. Cái việc mà đắc chứng quả là vị ngọt của thánh quả được nếm khi đạo tuệ và quả tuệ sanh khởi trong lộ trình chứng đắc. Hành giả minh sát thiền quán đến mức độ tinh thục, tuệ thuận thứ khởi lên với cái tên gọi là chuẩn bị, tâm chuẩn bị, Parikkhama, tâm cận hành ở Vichara, tâm thuận thứ, Anuloma và tâm chuyển tập, Vô Tri Phu. Rồi tiếp đến là tâm tiếp tiếp nối tâm chuyển tập là tâm đạo Makkhacitta. Tâm đạo làm duyên trợ cho tâm quả Phalacitta bằng cách vô gián duyên, liên tiếp duyên Nantarabhacaya hay Samanantarabhacaya Bhacaya. Tâm quả ấy gọi là thánh quả Arya Phala. Bởi vì nói rằng hiệu quả, cái lợi ích của cái việc tu trí tuệ là nếm được hương vị thánh quả, là chúng ta chưa có trải qua, chúng ta không có biết được đâu. Ngày xưa ông có cô đọng có đứa con trai Úc là cậu Ca Lát, ông ta muốn con mình cũng theo cái truyền thống là quy ngưỡng Phật pháp, hướng về Phật pháp. Nhưng mà đứa con trai Úc này thì nó ý mình là công tử con nhà giàu, cho nên nó ăn chơi không có chịu, không có thiết tha gì đến cái chuyện mà chùa chiền hay là nghe pháp gì hết. Từ ông có cô độc cũng phải bỏ tiền ra mướn, ông mướn cứ đi chùa, lúc đầu mướn đi chùa một ngày như vậy
hãy đi chùa, đi tới chùa rồi đi về nữa, thưởng cho 300 đồng tiền Kapaná. Đó là cái thứ đồng tiền vàng cũng quý lắm, thưa quý vị, cũng nhiều lắm, giá trị lắm. Xong thời gian đi chùa rồi thì chúng ta khuyến khích là giữ giới. Nếu mà anh đi chùa mà con bữa nào con xin giới được 5 giới 8 giới trong cái ngày trai giới thì vậy cha sẽ thưởng cho con 500. Ông cơ giá đây, giữ giới đường là giữ là cho 500, thưởng cho 500 đồng. Một thời sau thì ông ta nói rằng bây giờ con đi chùa cũng cố gắng con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, hễ con hiểu được lời dạy của Đức Phật, con về mà con thuyết lại cho cha nghe bài pháp hôm nay Đức Phật dạy cái gì, nếu mà con thuyết được, con nói lại được, con hiểu được cái pháp đó thì sẽ thưởng cho con 1.000 đồng Kapaná. Thưa quý vị, thì trong một vài lần anh ta đến chùa ta nghe pháp, nhưng vì anh ta không có sự chú ý, anh ta không có sự quan tâm cho nên anh ta không nhớ gì hết. Cho đến cái ngày kia anh ta đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, anh ta nghĩ rằng hôm nay phải cố gắng làm sao nhớ được một đoạn đầu của thời pháp cũng được, để về có mà nói cho cha nghe rồi lãnh tiền thưởng. Ngày hôm đó Đức Thế Tôn ngài quan xét thấy là cậu Ca Lán ôi đã đến cái duyên chứng pháp nhãn rồi, cho nên lúc đó khi mà cậu Ca Lán nhớ được một phần đầu liền đứng dậy để ra về, thì Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông làm cho cậu ta quên quên hết, không có nhớ. Cho nên khi mà cậu ta đứng lên ra ngoài cửa nhẩm đi nhẩm lại không có nhớ được, làm sao mà về nói lại cha nghe lãnh tiền thưởng được, cho nên cậu ta mới quỳ trở vô nghe tiếp. Đoạn thứ hai cậu ta vừa nhớ xong cậu ta đứng dậy bỏ về thì Đức Thế Tôn cũng làm cho cậu ta quên, tức mình cậu ta trở lại. Lần này cậu ta nghĩ rằng này, sẽ ngồi nghe pháp cho đến khi kết thúc chứ không có đứng dậy nửa chừng nữa. Thì khi mà cậu ta chú ý nghe pháp thì Đức Phật ngài đã lồng ghép vào trong thời pháp đó một cái ý nghĩa quan trọng, nó phù hợp với cái trình độ căn cơ của cậu Ca Lá. Cậu nghe xong vậy cái vừa nhớ mà vừa hiểu cái đoạn kinh đó, cậu ta đắc Phật nhãn tu được quần. Thì khi mà đắc được quả vị tu được quần đó, thưa quý vị, là cậu ta nếm được cái hương vị của thánh quả, cậu ta phát tâm hoan hỷ, cậu ta nấn ná ở lại chờ cho mọi người ra về hết, cậu ta mới đến đảnh lễ Đức Phật và thỉnh Đức Phật về nhà trai tăng. Thì cậu ta về báo lại cho cha mình biết rằng con đã thỉnh Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo ngày mai về nhà trai tăng, cha hoan hỷ giúp giùm cho. Thì ông tóc cô độc ông hoan hỷ quá, nghĩ trong bụng à, từ trước giờ con ta chưa từng có cái sự quan tâm đến cái việc mà cúng dường đến Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo, mà hôm nay tại sao vừa đi nghe pháp về mà lại có cái tâm trong sạch mà thỉnh Đức Phật về tăng, về để trai tăng vậy, chắc có lý do gì đây. Rồi ông ta cũng hoan hỷ làm theo. Đến sáng hôm sau thì Đức Phật ngài dẫn các vị tỳ kheo đến nhà để thọ thực. Thì lúc đó các cô độc cũng chuẩn bị một cái gói tiền
1.000 đồng cá bát ná theo lời hứa để thưởng cho con. Nhưng mà lần này cậu ca lá tự qua giờ về nhà cứ bẽn lẽn, không có xin được lấy tiền thưởng gì hết. Cho nên sẵn cái dịp này các cô độc mới kêu con trai và thưởng tiền cho nó. Nhưng mà đứa con trai đó thì đảnh lễ Đức Thế Tôn xong mới xoay qua nói cha mình: thưa cha, từ nay về sau xin cha đừng nhắc đến cái chuyện mà phải thưởng tiền cho con. Thì lúc đó đó ông có cô độc vờ như là ngạc nhiên, bộ nó chơi ít thì sao. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã đỡ lời và ngài nói rằng là chính ngày hôm nay Ca Lá đã thành tựu được quả vị nhập lưu, pháp nhãn ly trần vô cấu đã khởi lên. Quả dự lưu này thù thắng hơn cả quyền lực của một vị thống trị quả đất, một quyền lực hơn cả một vị chuyển lương vương, hơn cả cái ngai vàng đế thích nữa, vì sẽ chấm dứt cái sự khổ đau trong tương lai một ngày gần nhất. Thì khi Đức Thế Tôn thuyết như vậy xong, ngài khích lệ sách tấn và chúc phước phước báo cho gia đình chủ ngày hôm đó, rồi ngài ra về. Thì cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chưa nếm tu tập, mà chúng ta chưa nếm được cái hương vị cái thánh quả đó, thì tâm của chúng ta dạ đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát và ngày rất nét rồi ạ. Dạ cảm ơn rằng đông. Dạ đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát ạ. Dạ ngày mới rời rung rồi. Dạ mến chào sư khá anh đúc khá. Dạ con thấy ngài trở lại đạo tràng rồi. Dạ ngài nghe được âm thanh con kính nhân mít đến ngài ạ. Hôm nay là cái ngày học học chót mà nó trục trặc như thế này chắc hết duyên thiệt rồi đó. Quý vị có nghe lại được chúng tôi nói chưa? À, cảm ơn quý vị. Vị ngọt của thánh quả được nếm khi mà đạo tuệ quả tuệ sinh khởi trong lộ trình chứng đắc. Thì cái đó được gọi là nếm cái hương vị thánh quả. Đạo quả là pháp vô lượng, appamana dhamma. Tâm đạo là pháp đoạn trừ kiết sử, gọi là sanchocana bahana. Trong khi đó thì tâm quả là pháp an tịnh phiền não kilesa vatipassana. Quả siêu thế là trở cái trạng thái an tịnh vô lượng. Do đó nên biết là hương vị
là vị ngọt của thánh quả. Khi đắc chứng được quả vị ấy là thưởng thức được hương vị thánh quả. Thực ra thì khi mà mình vừa đắc chứng đạo quả đó thì chúng ta nếm hương vị sơ khởi, nhưng mà cái tâm quả thì nó sanh khởi chỉ có một, chỉ có hai hoặc ba sát na thôi. Còn khi nào mà vị hành giả chứng được thánh quả mà nó phối hợp với cái khả năng thiền định nữa thì lúc đó nhập thiền quả Nirodhasamāpatti. Là cái sự an trú định của thánh quả gọi là nhập quả định. Chỉ có bậc thánh đã đắc thiền nghiệp thế và quả siêu thế, tức là đắc đạo quả hữu thiền thì mới nhập quả định được. Còn riêng về cái hạng thánh gọi là càn quán giả xuất khắc Upasaka thì không nhập quả định được. Ở đây thưa quý vị, có nhiều vị họ sơ ý, họ dịch là quán lạc, hành giả quán lạc. Các vị đó nhầm với cái chữ sukha. Vipassaka. Họ nhầm với cái chữ này, họ tưởng đâu là cái chữ số khác ở trong đó chứ sai, nhưng mà không phải. Đúng chữ của người ta đó là chữ số khác với Vipassaka. Cái chữ số khác quý vị thấy chưa, cái chữ số khác là hai chữ ca mới đúng. Cho nên các vị viết nhầm cái chữ xuất khác với Pascá, quý vị các vị đó mới xài là chữ lạc, chứ người ta xuất khác, chữ xuất khác hay chữ ca 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 hát đó thì cái chữ xuất khác này đó nó có nghĩa là khô. Chữ khô phiền não, khô phiền não là khô khan, chữ xúc khá là khô khan. Cũng như khi mà người ta thu nhập trái cây nhiều như là sầu riêng hay là mít, người ta muốn để lâu người ta sấy khô. Để sấy khô đó thì cũng giống như cái trường hợp một người mặc dù không đắc thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hết, nhưng mà vị đó cứ hành thiện quán quán vô thường, vô đau, vô ngã, đến khi chứng được đạo quả thì do cái
năng lực của tâm thị đạo quả đó làm cho khô phiền não, sấy phiền não đi, sấy khô phiền não đi, gọi là xúc khác, xúc khác. Cho nên đó, cái chỗ này chúng ta mới vậy là càng quán giả, càng quán giả. Trong Pali Hán, trong Pali Hán Việt, từ điển Pali Hán Việt thì xúc khắc của tất cả để gì là càng quán giả. Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý cái này. Thì trở lại vấn đề thưa quý vị, là cái vị mà hành giả thiền khô á, giờ phải rồi, thì càng quán giả đó, càng quán giả sẽ còn mưa nắng chứ đúng. Vật thánh nhập quả định để hưởng lạc giải thoát, quy mô tí xuất khác. Cái này quy mô tí xuất khác thì xài chữ xuất khác đó. Vì cái này là gọi là lạc giải thoát hay là giải thoát lạc, thì chữ xuất khá này mới viết như thế này. Các vị chú ý, vua hưởng lạc đế vương rất chắc xuất khá, còn chư thiên hưởng thiên lạc đế bạch xuất khá vậy. Cũng vậy, vẽ nhập quả định mục đích là hiện tại lạc trú. Bậc thánh nào thì nhập quả định theo tầng thánh ấy, bậc dự lưu nhập sơ quả định, bậc nhất lai nhập nhị quả định, bậc bất lai thì nhập tam quả định, bậc ưng cúng thì nhập tứ quả định. Sự diễn tiến của lộ trình tâm nhập thiện quả như sau. Cái này là chúng ta học trong thắng pháp, chúng ta sẽ học tới, nhưng mà nhắc cho quý vị là khai môn, rồi thuận thứ bốn sắc na, xong rồi tới tông quả xu thế sanh liên tục và vô số sắc na, rồi xuất định tâm hữu phần sanh khởi. Giai đoạn bốn hay ba tâm thuận thứ anu lô má là tâm động lực dùng giới hợp trí, có đối tượng là pháp vô vi. Còn cái giai đoạn quả xứ thế sanh liên tục, tâm động lực an chỉ, appana cho quanh nát, có niết bàn là cảnh. Giai đoạn này thời gian kéo dài tùy ý muốn của vị ấy, đây gọi là nhập quả định hay nhập thiền quả. Nhập quả định hưởng là giải thoát, gọi là thưởng thức quả vị, thưởng thức hương vị thánh quả. Đến cái trường hợp thứ ba, cái điều lợi ích thứ ba, lợi lạc thứ ba của cái việc mà tu, cái việc mà tu tiến thành mãn tuệ minh sát, khi mà đắc chứng đạo quả rồi thì có khả năng nhập thiền diệt Nirodha Samāpatti. Ở đây cũng nói thêm để cho các Phật tử chúng ta hiểu như thế nào gọi là thiền diệt. Nhập thiền diệt hay là gọi cho đủ là nhập diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định ở đây đó gọi là Sanya Vedanita Nirasampati. Bình thường chúng ta gọi tắt Nirodha Samāpatti thôi, nhưng mà nói cho đủ là Sanya Vedanita, là đi vào trạng thái tạm ngưng sự diễn hoạt của tâm pháp ở trong thời gian có thể là một ngày, vài ngày hoặc là tuần lễ. Thời gian đó không có diễn trình tâm, chỉ có sự diễn biến của sự nghiệp thôi.
Một điều chúng ta phải chú ý là chỉ có hai bậc thánh, tức là bậc A-na-hàm, bậc A-la-hán mới nhập thiền diệt được. Bởi thế ở hai bậc này, bởi vì ở hai bậc này đã đoạn tận dục hữu, là dục lậu kamasava. Và không những thế, hai bậc thánh A-na-hàm và A-la-hán còn phải là vị đạt tới định phi tưởng, phi vi tưởng nữa, tức là phải đắc được chính thiền hiệp thế, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sở xứ và phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Vì sao? Vì thiền hiệp thế mới chỉ được ba hành. Cái này quý vị phải chú ý, nếu mà không khéo đó, chúng ta học học lớp lớp qua đó, nên chúng ta không biết vì sao mà muốn nhập thiền phải là bậc tam tứ quả và a nam a la hán, mà lại phải tới trình độ phi tưởng phi tưởng xứ. Hiểu, trong thanh tịnh đạo này nói rõ là bởi vì cái thiền diệt này đó, nó lại liên quan đến cái việc mà diệt tam hành. Bây giờ tam hành ở đây chứ, được gọi là kaya-sankhara, là thân hành. Quý vị nhớ kaya-sankhara không phải là kaya-samachara nha. Kaya-samachara thân hành, tức là cái sự hành động của thân. Còn cái này kaya-sankhara là chỉ cho hơi thở. Khi mà đắc được tam thiền thì là tịnh chỉ cái khẩu hành. Khẩu hành ở đây tức là tầm tứ, quát chi sang khả rác, khẩu hành là tầm tứ. Đắc ngũ thiền thì mới tịnh chỉ được thân hành là hơi thở. Nhưng mà về tâm hành, chitta sankhara tức là thọ tưởng đó, thì đến khi mà đắc phi tưởng, phi vi tưởng xứ, có khả năng tịnh chỉ, tức là ngưng động lại, ngưng động, tịnh chỉ là ngưng lại, mới làm cho ngưng lại tâm hành là thọ và tưởng, vậy mới đủ lực để nhập diệt thọ tưởng. Cho nên thưa quý vị, vừa phải đủ lực để mà tịnh chỉ tâm hành thọ tưởng, mà còn phải phối hợp thêm là thánh đạo thánh quả a na hàm a la hán với tẩy trừ được phiền não. Ở đây chúng ta cũng cần phải nhớ thêm nè, chỉ có cõi ngũ quẩn Panchakua Kara Phá Quá mới có nhập thiền diệt, bởi vì cần có sự đắc chứng tất cả thiền chứng và cần có thân xác. Cõi tứ quẩn hay cõi vô sắc thì không có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, và không có sắc y vật cho tâm sanh trú sau khi xuất định. Cho nên ở cõi vô sắc thì không nhập thiền diệt. Các bậc thánh nhập diệt thọ tưởng định là tại vì các vị đó mệt mỏi với sự sanh diệt của hành chánh quẩn, nghĩ rằng ta hãy an trú hiện tại là bằng cách không có tâm và đạt đến niết bàn tịch diệt. Thì đó là cái cách mà các vị cái đó là mục đích của các vị nhập thiền diệt.
Bây giờ nói sơ qua như thế này, cái việc mà tiến hành nhập diệt thọ tưởng định đó, trước hết là bắt đầu nhập sơ thiền xuất ra. Quán thấy hành, quán các hành sơ thiền này là vô thường của vô ngã. Xong rồi nhập tới nhị thiền xuất ra, quán hành vô thường khổ đau vô ngã, tiếp tục làm như vậy, nhập tam thiền, nhập tứ thiền, nhập ngũ thiền, nhập không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, nhập vô sưởng xứ, xuất ra khỏi vô sưởng xứ quán các hành là thức vô biên xứ, là vô thường khổ đau vô ngã. Và đến khi mà nhập vô sưởng xứ xuất ra đó, thì vẽ mới chú nguyện. Một là trong 7 ngày này mong đừng có sự tổn hại thân thể và các vật liên hệ như y bát v.v. Các vị phải nguyện trước. Trong 7 ngày này ta nhập thiền định, nhập diệt định, nếu tăng chúng có khởi ý chờ đợi ta đến hành tăng sự, ta sẽ xuất định trước. Thứ ba là trong 7 ngày này ta nhập diệt định, nếu một đạo sư sẽ thuyết pháp hay chế học giới đến chư tỳ kheo, ta sẽ xuất định trước. Lời nguyện thứ tư là nếu trong 7 ngày nhập diệt định này mà thọ mạng tận sớm hơn, ta sẽ xuất định trước. Đó là bốn điều tiền sự pop, gọi là pop pakana. Phải làm trước khi bắt đầu nhập thiền diệt. Vì ấy sau khi xuất vô sưởng xứ và thực hiện bốn tiền sự rồi nhập thiền, phi tưởng phi tưởng thoáng qua hai sát na liền diệt mất tâm, không cho tâm, không có tâm sanh suốt thời gian là 7 ngày nếu không có lý do gì xuất định trước. Vì an trú thiền diệt không có tâm như thế trải qua thời gian tối đa là 7 ngày phải xuất định, không thể lâu hơn vì sát pháp này không thể duy trì nếu không ăn qua 7 ngày. Thân của vị nhập diệt thọ tưởng định khác biệt với xác chết vô thức. Nó khác biệt ở chỗ nào? Một cái xác chết vô thức á, thì thọ mạng đã dứt, hơi nóng, nguội tàn, các căn hư hoại. Các căn ở đây tức là mắt, hốc mắt hay là lỗ tai, mũi vân vân, nó bị hư hoại, thối rữa. Còn đối với vị đang nhập thiền diệt thì mặc dù tâm không sanh, ngay trong lúc đó thân xác của vị đã không có thức, nhưng mà thân của vị thọ mạng chưa tận, hơi hơi nóng chưa tàn và các căn không có hư hoại. Ngày xưa thưa quý vị, ở tại cái thời mà chỉ có Đức Phật độc giác, lúc đó có vị độc giác ngài đang nhập thiền diệt ở trong một cái lùm cây. Lúc bây giờ hoàng hậu của vua Brahmadatta cùng với các thế nữ, các thị nữ đi xuống sông đó tắm, rồi cái trời lạnh quá, tắm lạnh quá lên họ mới đốt lửa họ hơn, mà cả 500 cung tần thì phải đốt đống lửa rất to. Vì vậy cho nên họ nghĩ đến cái bụi, một cái bụi rậm, họ mới chất cỏ khô lên trên đó mà đốt, đốt cháy họ hơi nóng. Đến khi mà cháy xong ra cây cỏ nó tàn hết thì mới lộ ra một vị Phật độc giác đang ngồi nhập định
thì họ sợ quá, họ sợ vua mà biết chuyện chắc vua sẽ giết họ, bị Đức vua lúc đó rất là cung kính Đức Phật Thập Giác. Cho nên lần thứ hai này họ cố tình họ đem củi và cỏ khô đến, họ chất chung quanh thân của ngài và họ tác ý thiêu xác ngài. Vì vậy cho nên cái quả đó, vì sau này đó thì hoàng hậu này mới sanh trở lại, cũng là hoàng hậu Samavati, vợ của vua Udena. Năm trăm cung tần lúc đó là 500 cung tần lúc này, họ bị thứ phi Maganiya thiêu rụi hậu cung, làm cho họ chết cháy. Cái quả sốc do họ đốt Đức Phật Đồng Giác. Nhưng mà nó đốt đốt vậy chứ họ làm xong rồi họ mang cái nghiệp là thiêu sống Đức Phật Đồng Giác. Nhưng mà sau 7 ngày xả thiền diệt đó, thì ngài đứng dậy, ngài phủi y cho nó sạch bụi rồi ngài đi khất thực bình thường. Cái đó nó quan uổng cho hoàng hậu với các cung tần giết không được ngài, mà rốt cuộc bị ma cái quả nghiệp ghê gớm quá, bị chết cháy. Thì bây giờ nói đến cái việc mà khi mà xuất định đó, tức là xả thiền diệt, thì một tâm quả siêu thế khởi lên cho khởi lên do tâm động lực phi tưởng. Phi tưởng lúc đầu nhập định sẽ trợ bằng cách vô gián duyên, tâm quả siêu thế ấy sẽ là tâm quả bất lai, nếu đó là vị A-la-hàm nhập định sẽ là tâm quả ưng cúng, nếu là vị A-la-hán nhập. Ở trong trường hợp này chúng tôi cũng nói là nhất là những Phật tử như Sài Gòn Mưa Nắng mà xem ở trong cái quyển của Ni Sư Trí Hải, cẩn thận cái chỗ này, Ni Sư Trí Hải dịch cái chữ Anagami Phala Upati, thay vì người ta nói là sau khi xả thiền diệt thì tâm nào sanh, thì ta nói là tâm quả Anaham sanh khởi nếu vị nhập thiền diệt đó là vị Anaham. Tâm quả A La Hán sanh khởi Arahatta Phala nếu vị A La Hán nhập thiền diệt. Lần này Ni sư lại dịch là sau khi xuất thiền diệt sẽ Ana là vị bất lai, sẽ chứng A La Hán quả nếu là vị A La Hán. Quý vị thấy rất là nguy hiểm. Mặc dù chữ Upati bình thường, chữ Upati thì có dịch là sanh khởi hoặc là chứng cũng được, nhưng mà trong chỗ này thì chúng ta phải dịch là sanh khởi chứ không có dịch là chứng. Chứng đắc cái gì nữa, khi trước khi nhập thiền diệt là vị đó là bậc A Na Hàm rồi, không lẽ bây giờ xả thiền diệt xong lại chứng quả A Na Hàm trở lại sao? Trước khi nhập thiền diệt đã là A La Hán rồi, bây giờ xả thiền diệt ra phải chứng lại quả A La Hán sao? Không phải. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị phải cẩn thận, bởi vì khi mà chúng tôi soạn Thanh Tịnh Đạo tóm lược là chúng tôi đọc ở trong văn bản Pali và chúng tôi đọc hết các cái bản dịch của Ni sư Trí Hải và của thầy Ngộ Đạo, cái bản dịch từ bản tiếng Anh hay bản tiếng Thái ra, cho nên chúng tôi mới mới thấy cái chỗ đó để nhắc với các vị. Và tất nhiên tâm quả siêu thế khởi lên khi xuất định, tâm quả này bắt cảnh niết bàn, hướng đến niết bàn. Nhập diệt thọ tưởng định trú lạc niết bàn, và khả năng của vị đã đạt đến mức sức mạnh chỉ và quán. Thì ở đây đó thưa quý vị, chúng ta hết giờ rồi nhưng mà đều còn có một chút xíu nữa thì nói luôn cái này thưa quý vị. Cái lợi ích thứ tư đó là trở thành bậc cúng dường, đáng cúng dường. Hiệu quả của sự tu tiến tuệ sau cùng
là trở thành bậc đáng cúng dường. Thật vậy, nhờ tu tập tuệ nên vị ấy đạt đến bốn thánh đạo, bốn thánh quả, là bậc tu đần quần, tu đà hàm, a la hàm và a la hán. Bốn hạng thánh thịnh văn của Đức Thế Tôn đáng được cúng dường tặng, đáng được hiến cúng, đáng được chắp tay lễ bái, là phước điền vô thượng ở đời. Thì khi mà trở thành bậc thánh thì xứng đáng như vậy. Thì đến đây chúng ta tạm dừng lại cái chỗ này. Chúng ta đã học xong cái phần lợi lạc hay là hiệu quả của cái việc tu tiến tuệ thành mãn. Bây giờ thì tôi sẽ chúc phúc tóm tắt chúng có sư tuệ đức, nhờ sư tuệ đức quan hệ chúc phúc phước báo cho rùm rồi, và mời các phật tử chúng ta sau đó sẽ đi bên rùm lớp Phật pháp của Thích Thầm Ma. Còn tuần sau nữa hả? Vậy tuần sau chúng ta sẽ học phân hạng các bậc thánh, là phần cuối cùng. Phân hạng các bậc thánh, Phúc Lá Pha Gác, phân hạng các bậc thánh. Xin mời hãy đứng tuổi Đức à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Tại Siêu cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào bà quý cô nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đại diện cho Chư Tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Tất cả bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Sithiya chanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu idang phát lăng nghệ ta sminh rata dân sam basana chê ta so. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva ta santi vihara vasini thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron tê tha quy hạ ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta ba wa ba wa Sopana Buddha Sukhita Pawantu Te
cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa sang pa ti cha te sap